Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Xoay Bít số 14, hay còn có tên gọi là Xe Tang, của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Các bạn thân mến, ở phần trước, khi A Bố đang gặp Thế Bí thì xuất hiện một nhân vật có tên là Lão Kiều. Lão Kiều có cách đối phó với Phật quỷ song sinh. Hắn đã thu phục được một tên Phật quỷ song sinh. Vậy tên còn lại sẽ như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 544, Cao Thủ Song Sinh. Team Editor, Cô Ly Ẩn Danh. Lão Kiều không để ý đến tôi. Hắn lắc lắc quả bầu nhỏ trong tay với vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng chính lúc này, thâm tâm tôi lại nhìn được mặt tham lam ẩn giấu của Lão Kiều. Tôi dám khẳng định hắn còn có mưu đồ khác. Qua một hồi lâu, Lão Kiều thu hồi hồ lô, rồi xoay người lại nói với tôi: còn lại cái gì, hủy hết đi. Hắn vừa dứt lời, tượng hắc Phật có cánh bỗng nhiên mềm ra, trở thành một bãi bùn nhão. Đoá hoa sen phía dưới cũng thối rữa hoàn toàn. Tên quỷ Phật song sinh còn lại có bàn tay xuyên tim thì vẫn bị vây bởi mạng nhện. Phía trước còn nằm cái xác cóc được xếp trên những lá sen xung quanh. Nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng sống được thêm mấy khắc nữa. Tôi đi về phía nó kiểm tra thì Lão Kiều lại quát lên lần nữa: người anh em, cẩn thận đấy. Một tiếng nổ vang động, lưng tôi bị ai đó giáng một cú rất mạnh. Cả người bị đập văng từ phía đông của cầu vòm sang luôn phía tây. Tôi ta văng thật xa, rồi rơi xuống trong hồ nước thêm một lần nữa. Tôi chật vật đứng dậy, không nhịn được mà chửi thề: còn mẹ nó, đứa nào đấy? Cái thằng cho nào lại thích chơi trò đánh sau lưng của lão tử? Là thứ tạp chủng gì đấy? Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị tập kích kiểu này. Trước đó đánh với tên người chim, tôi đã bị thương khá nặng. Nếu không có thái tuế sống thì chắc không thể chống cự được. Lần này thì bị đạp cho một cước sau lưng, có cầu quá tam bà bẩn. Đến nước này rồi, tôi hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Từ phía trên cầu vòm truyền đến một câu: A-di-đà Phật, thí chủ đêm khuya không mời mà đến thì được xem là quân tử sao? Tôi nghe được giọng nói quen thuộc, híp mắt nhìn về phía cầu vòm, thì ra là tên thiền sư kia đang đứng trên cầu nhìn tôi. Lão Kiều thấy tên thiền sư này thì cũng tỏ ra căng thẳng, tựa như biết được tên trước mặt mạnh bao nhiêu. Mặc dù tên thiền sư chỉ nói một câu rất có đạo lý, khiến tôi không cách nào bật ngược hắn được, nhưng tôi nào chịu thua. Các người ở Vân Trung Tự lén lút chế tạo quỷ Phật song sinh, vì thứ đồ tà ác này đã gieo họa cho không biết bao nhiêu phụ nữ mang thai. Đây là việc của một nhà sư có thể làm hay sao? Người đây chính là sỉ nhục Phật tổ rồi. Thí chủ chỉ dựa vào những lời của bản thân liền có thể vọng đoán, như thế là hay lắm sao? Hắn cười to. Tên hòa thượng này rất có giáo dưỡng, công phu lại cao, lại còn hỉ nộ vô thường, không biểu lộ suy nghĩ ra mặt. Điều này khiến hắn trở nên thâm sâu khó lường. Tôi đứng ở đầm nước điền về phía Lão Kiều, muốn xác định xem nên làm gì tiếp theo. Lão Kiều nhìn ánh mắt của tôi liền lắc đầu. Tuy động tác rất khó nhìn ra, thì tôi vẫn thấy rõ được chủ ý của hắn. Ý tứ chính là trước tiên đừng vội động thủ, chúng ta không nhất định có thể đánh lại cái tên hòa thượng đó. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tên thiền sư vẫn đứng trên cầu quan sát hai chúng tôi, tựa hồ không có ý định động thủ trước, lại càng không có ý định rời đi, cứ như vậy mà nhìn chúng tôi như đang chờ đợi thứ gì đó. Đại khái 5 giây trôi qua, Lão Kiều bỗng nhíu mày, hơi hất đầu với tôi rồi quát to: xông lên, không thể đợi thêm được nữa. Tôi do ý tứ của Lão Kiều nhưng lại không đoán ra được cái tên thiền sư đó đang đợi cái thứ gì. Vạn nhất Lão đang đợi giúp đỡ thì hai chúng tôi liền xong đời. Từ cô đánh úp khi nãy, tôi liền cảm nhận được tu vi của cái tên này rất cao, người thường không thể đạt tới. Hắn xuất hiện quỷ không hay, thần không biết, cả hai chúng tôi đều không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cả hai chúng tôi đồng thời lao về phía tên hòa thượng. Trong cơn mưa đêm, dẫm lên từng đóa hoa trên hồ, cả người tựa hồ muốn bay lên. Thời điểm chúng tôi đến gần cầu vòm,
Tôi nhảy từ phía dưới lên cầu công kích thiền sư. Không ngờ tên hòa thượng này lại hành động trái với thông thường. Hai tay hắn chắp trước ngực, chỉ tránh né mà không động thủ. Tốc độ công kích của lão cửu nhanh hơn tôi nhiều, nhiều lần đánh trúng thân thể của tên thiền sư. Nhưng sắc mặt tên đó hoàn toàn không có chút thay đổi nào, tựa hồ như cú đánh này không đủ lực ảnh hưởng đến hắn. Cho tới khi tôi đánh được trúng tên thiền sư, thì rốt cuộc cũng hiểu rõ nội lực cao thâm của tên trước mặt mình như thế nào. Nắm đấm vung ra như viên đá ném vào biển, dù có ngàn người cùng lúc đấm vào hắn thì cũng nhanh chóng bị chuyển hóa đi mất. Cao nhân, đây đích thực là cao nhân. Tôi thầm cả kinh. Đều hắn chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công thì cả hai chúng tôi liền triệt để xong đời sao? Cả hai người chúng tôi đều cuống lên, phải nghĩ ra được kế thoát thân ngay lập tức. Nhưng để thoát được, chúng tôi phải bước lui được tên thiền sư trước mặt. Lúc này hai người chúng tôi đứng ở phía nam cầu vòm, tên thiền sư dưới luật đứng ở phía bắc cầu vòm. Ba người cứ như vậy giằng co. Tôi nhỏ giọng thì thầm với lão cửu: chúng ta đánh không lại được hắn. Lão cửu nghe thế liền ừ một tiếng, nói: tên này xác thực tu vi rất cao, đêm nay gặp phiền toái rồi. Tên thiền sư luôn treo nụ cười trên mặt, nhìn chăm chăm chúng tôi. Mặc dù hắn không lộ ra sát ý, nhưng cả hai bọn tôi đều biết nếu chúng tôi quay đầu bỏ chạy sẽ bị hắn bắt lại ngay tức khắc. Hiện tại xem ra là không thể thoát khỏi Vân Trung Tự. Muốn liều chết với hắn cũng được, nhưng đánh không lại thì khác gì châu chấu đá xe. Lão cửu nghiến răng nói: tên khốn, người rốt cuộc là học công phu từ ai? Thiền sư không rõ vì sao lão cửu dừng tay, nên cũng cười cười híp mắt hàn huyên với lão cửu. Bần tăng nào có công phu, chỉ là tu luyện thiền thuật mà thôi. Lão cửu nghe thế liền chỉ vào tên thiền sư bĩu môi: người anh em nhìn đi, cái gì gọi là giả ngu? Đây chính là ví dụ. Giả ngu vô cùng có ý vị nha. Giả ngu một cách cực kỳ tự nhiên, tóm lại là trình độ giả ngu vô địch. Ta nói có đúng không? Tôi suýt nữa đã trượt chân té sấp mặt. Ai mà ngờ được trong tình cảnh đánh nhau căng thẳng, muốn lấy mệnh đối phương thế này, lão cửu lại nói ra được những lời như thế, khiến tôi kinh ngạc đêm em nữa là hôn đất luôn rồi. Tôi không nói gì, lão cửu lại tiếp tục lên tiếng: thời đại này giả ngu chính là một môn học. Có câu nói, mọi người trên đời này không hề ngu ngốc, mỗi một người đều mang một bộ mặt khác nhau, nhưng vẫn tồn tại những tên thích giả ngu. Này tên kia, nếu ta muốn làm đệ tử của ngươi, ngươi có dạy cho ta bộ môn giả ngu này hay không đây? Nói xong, hắn hất đầu cười giễu với tên thiền sư. Tôi chợt hiểu ra, lão cửu đang thăm dò cái tên hòa thượng trước mặt, xem tên đó suy nghĩ gì. Nhưng mà kể lão cửu nói thế nào thì sắc mặt tên thiền sư trước mặt đều không chút thay đổi, cũng không đáp trả. Tôi thấy thế đành nhỏ giọng nhắc: chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta mau bỏ chạy đi. Nếu không thể chạy thì hãy đồng thủ, có trên cũng không thể chết một cách vô ích được. Lão cửu nghe thế thì gật đầu: được, vậy thì rút lui đi. Dứt lời, hai chúng tôi vô cùng ăn ý quay đầu lại chạy về phía cửa chùa, dự tính sẽ nhảy qua tường chạy vào rừng rậm, để lúc đó cái tên thiền sư này muốn đuổi theo cũng khó. Nếu khi hai chúng tôi vừa mới xoay người lại, còn chưa kịp chạy thì đã nghe thấy tiếng của tên đó vang lên: hai người các ngươi vội như vậy là muốn đi đâu thế? Bà mẹ nó, tôi cùng lão cửu mém nữa đã sợ đến té sấp mặt rồi. Hắn nãy giờ không phát ra chút tiếng động nào, thế mà chớp mắt đã đứng trước mặt hai chúng tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi và tên hòa thượng vốn rất xa, trừ phi là dịch chuyển tức thời, nếu không thì không có cách nào di chuyển trong khoảng cách thế này nhanh như vậy được. Công phu của tên hòa thượng này cao đến mức nào đây? Tôi rên rỉ một câu, lão cửu nghe thế cũng chỉ lắc đầu nói: đây không phải hắn, người quay đầu về sau mà xem. Tôi nghe thế thì liền quay đầu lại, trong lòng liền khiếp sợ nhận ra một chuyện. Giải thích cho việc tên hòa thượng Giang Thưa bất ngờ xuất hiện ở chùa Hồng Sơn khi đó. Lúc này, sau lưng chúng tôi xuất hiện
Một tên thiền sư giống y đúc với tên trước mặt. Từ tướng mạo, vóc người của bọn chúng đều không khác gì nhau, giống như một cặp song sinh cùng trứng. Đây là song sinh sao? Tôi nhỏ giọng hỏi lão Cửu. Hắn đáp: phải, ta đã quên mất một chuyện. Người chế tác được song sinh quỷ Phật nhất định phải là song sinh, nếu không thì xe không thể luyện thành. Tôi nghe đến đây liền trợn ngược mắt nói: ý của người chính là hòa thượng toàn bộ Vân Trung Tự đều là song sinh sao? Mỗi tên đều có một người anh em giống nhau như đúc sao? Lão Cửu, làm sao bây giờ? Lão Kiều cũng rơi vào trạng thái khó xử. Hắn nhìn cả hai tên thiền sư, nói: không còn cách nào, chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng này thôi. Dứt lời, hắn liền áp sát đến bên tôi, rồi nói tiếp: một lúc nữa, khi ta và chúng so chiêu, nếu thực sự không thể đánh lại được bọn chúng, thì ta sẽ bỏ lớp áo trên người này ra. Người nhanh chóng giúp ta đập nát lớp đất sét vàng dùng để bịt kín lỗ trống trên bụng của ta trước đó, có hiểu hay không? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 545, Cao Nhân Thiên Lý Truyền Âm, team editor Cô Ly Ẩn Danh. Tôi gật đầu, tức thì cả hai đều nhanh chóng xông ra ngoài vòng vây. Lão Kiều đối phó với tên hòa thượng phía sau, tôi lo tên phía trước. Giờ phút này tôi không còn quan tâm đến việc gì nữa. Căn rằng, tay phải giơ lên liền xuất hiện một tia sáng màu đỏ, sau đó biến thành một cột sáng chói mắt bắn ra từ lòng bàn tay của tôi. Lão Kiều nhìn thấy nghiệp hỏa kim dao trong tay tôi liền sợ hết hồn, dù đang so chiếu với tên thiền sư còn lại đều không quên quay đầu rống lên: con mẹ nó, người có bảo vật thì sao không sớm dùng chứ, khèm mẹ. Kể thực tôi không lấy nghiệp hỏa kim dao ra vì không nghĩ nó có thể hạ được cái tên trước mặt. Tôi không có thập phương quỷ tán để bôi lên thân kiếm, liệu có thể đối phó với tên hòa thượng này nếu với cặp quỷ Phật song sinh kia hay không? Đúng như tôi dự đoán, khi thấy tôi mang nghiệp hỏa kim dao trên tay, tên hòa thượng trước mặt liền thay đổi cách thức giao chiến, từ tấn công chuyển sang phòng ngự tuyệt đối, đồng thời tìm tất cả các biện pháp để khiến tôi bị trọng thương. Tôi phát hiện ra hắn căn bản không dám đỡ đòn của nghiệp hỏa kim dao. Điểm này khiến tôi bừng rỡ không thôi. Có biện pháp để khắc chế bọn chúng quả thật là tốt lắm rồi. Từ khi trở về từ thời Minh thì bát ma chạm đã không còn, nhưng tôi vẫn còn nghiệp hỏa kim dao ở đây. Vật này có thể khắc chế được bọn chúng, thế là đủ rồi. Lão Kiều vừa đánh vừa lui, hắn đánh không lại tên thiền sư trước mặt, dần dần lùi đến sau lưng tôi. Sau khi đánh một trường bức lui tên thiền sư kia, liền tiện đà giống lên với tôi: người anh em, ta không thể trông đỡ nổi nữa rồi. Dứt lời, hắn liền cởi áo của mình ra, lộ ra thân hình gầy yếu. Lỗ hổng vốn được lấp đầy bởi một khối đất sét khô trên bụng của hắn bị tôi dùng một quyền đấm mạnh vào, đạp đấm đánh xuyên qua khối đất bùn kia luôn. Ngay khi đống bùn rơi ra thì cái lỗ to như miệng bát cơm liền xuất hiện. Tên thiền sư nhìn thấy thế thì kinh ngạc không thôi. Lão Cửu không cho kẻ kia có thời gian suy nghĩ, ngay tức khắc lao đến liều chết. Mà cuối cùng tôi cũng đã hiểu chỗ trống trên bụng của lão Cửu để làm gì rồi. Theo tôi nghĩ, đó chính là vật bảo mệnh. Muốn giết người thường nhắm vào hai chỗ trống trọng yếu, chính là đầu và tim. Nếu cả hai chỗ này đều bị thương thì mạng khó mà bảo toàn. Tên hòa thượng kia mỗi lần tấn công lão Cửu đều chọn đánh vào đầu. Cú đánh đó liền chuyển hóa vào trong cơ thể, qua một lát liền xuất hiện ở khoang trống trên bụng của lão Cửu. Điền qua có cảm giác giống với việc lấy lòng ngực làm mắt, rốn làm miệng. Bất kỳ đòn tấn công vào đầu nào, lão Cửu đều chuyển hóa xuống cái lỗ bằng cái bát trên bụng. Đầu hắn cứ như biến mất rồi lại xuất hiện trên cổ, chuyển đổi liên tục. Thế vò của lão Cửu cũng không ngừng biến đổi, dần dần chiếm thế thượng phong. Về phần tôi, kỳ thật tôi không có chút mệt mỏi nào. Tên hòa thượng trước mặt không dám đối đầu với nghiệp hỏa kim dao, trong thời gian ngắn hắn không thể đả thương được tôi, nhưng công phu của tôi cũng không thể làm hắn bị thương được. Nếu cứ duy trì tình trạng này mãi, chỉ một lúc nữa thôi, khi tất cả hòa thượng của Vân Trung Tự đều bị đánh thức,
thì chúng tôi xác định là tàn đời. Lão Kiều mau rút lui. Tôi hét lên rồi lùi lại. Bất quá cũng không nhảy tường bỏ trốn trước mặt, mà đợi Lão Kiều chạy đến. Bản thân Lão Kiều cũng không biết mình không thể địch lại tên thiền sư trước mặt, tốc chiến tốc thắng là không có khả năng. Kẻ tôi nói liền lập tức lui về, chạy trốn. Hai tên hòa thượng song sinh theo sát phía sau. Chờ khi Lão Kiều nhảy qua khỏi tường, tôi liền trợ giúp hắn. Được, tôi không vội bỏ chạy. Đợi đến khi hai tên hòa thượng kia vừa nhảy qua bờ tường, khoảnh khắc bọn chúng đang ở giữa không trung, liền vận dụng toàn bộ sức mạnh của nghiệp hỏa kim giao, nháy mắt tạo thành một lưỡi kiếm sáng rực màu đỏ dài hơn 5 mét, xuất hiện trong màn mưa đêm giống như một cột sét đỏ rực. Một chiều hoành tảo thiên quân của nghiệp hỏa kim giao kia liền đánh lùi được hai tên thiền sư. Chờ khi bọn chúng hồi hồn đứng vững lại để tiếp tục truy đuổi, thì tôi cùng Lão Kiều đã thoát khỏi Vân Trung Tự. Lão Kiều chạy song song với tôi, bực mình nói: còn mẹ nó, người có binh khí lợi hại thế này còn chạy cái cọng lông gì. Ta bảo này, hai chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó liền quay lại giết chết chúng nó đi. Tôi nghe thế liền thở dài: cái thằng dở hơi này cứ như mấy đứa trẻ trâu không bằng, tính tình thất thường hơn cả con gái, lại ghen chịu thiệt. Dầu mới mấy đứa trẻ trâu, nếu bị đánh liền sẽ nhả ra một câu 10 năm không đổi. Ta đi gọi đại ca, ngươi chờ đó cho ta. Thôi quên đi, hào hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Ta cũng không biết trong Vân Trung Tự còn bao nhiêu cao thủ, và nhất quay lại bị chúng phải mai phục thì không còn gì để cứu được hai cái mạng chó của chúng ta đâu. Không phải ngươi cũng bắt được tên quỷ Phật kia rồi hay sao? Tôi một bên khuyên nhủ hắn, một bên bất thành bất giác chuyển đề tài. Lời của tôi cuối cùng cũng lọt vào lỗ tai của Lão Kiều. Hắn gật đầu: đúng vậy, ta có đồ chơi để thử nghiệm nó. Tôi lại nói: chúng ta tới nơi này liều mạng cả đêm mà chuyện vẫn không đâu vào đâu, cùng mày đã giết được một tên quỷ Phật song sinh. Lão Kiều phớt lờ tôi. Tôi biết hắn đang nghĩ về điều gì đó, nên cụ thể là gì thì tôi không biết được. Tuyệt đối có chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ của con hàng này. Chúng tôi chạy trốn trong cơn mưa, chuẩn bị tiến vào con đường mòn trong rừng để về thị trấn. Bông Lao Kiều ngăn tôi lại: không đúng, mau dừng lại. Sao thế? Tôi đứng bên cạnh Lao Kiều nhẹ giọng hỏi. Hắn vô đùi nói: xong đời mẹ nó rồi, lần này chúng ta đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Câu này Lao Kiều cứ như tự nói với chính mình. Tôi bên cạnh cái hiểu cái không cũng buồn bực không thôi. Tôi thử hỏi lại một lần nữa, nhưng Lão Kiều vẫn không để ý đến tôi, mà quay đầu lại nói với khu rừng đằng sau: đã đến rồi thì ra mặt đi, tiếp tục trốn để làm cái gì? Cao thủ cũng cần phải trốn tránh sao? Diệu tai, ngươi cảm nhận được ta sao? Một âm thanh giàn đua từ trong rừng truyền đến. Tôi mở to mắt ra, nhìn về phía Lão Kiều đang nhìn, nơi không thấy bất cứ bóng dáng của người nào. Xung quanh tối đen điểm mực, trên trời bị mây đen che lấp, căn bản không có một tia sáng nào cả. Lão Kiều nói tiếp: ban đầu khi ta mới vừa tới đây, nước ngọt cỏ này vẫn còn bình thường. Đến bây giờ quay lại thì thấy tất cả những nhánh cỏ này đều bị giả sang hai phía, chứng tỏ đã có một kẻ có nội lực mạnh xuất hiện ở đây. Kẻ đó chắc chắn là ngươi. Có thể do ngươi quá vội vã, hoặc do nội công của ngươi quá mạnh, nên mới lộ ra dấu vết như vậy. Nếu theo đúng như ta dự đoán, chỉ sáng mai thôi, nước cây cỏ này sẽ chết sạch vì ngươi đấy. Lợi hại đấy, có thể ở trong đêm mưa nhìn ra điểm này, ngươi hẳn cũng là một cao thủ nhỉ. Ta muốn xác nhận một chuyện, cả ngươi đến Vân Trung Tự với mục đích gì? Âm thanh này không ngừng vang vọng trong núi, cứ như thiên lý truyền âm. Tôi không cách nào tìm được vị trí của kẻ kia. Mục đích của ta rất rõ ràng, chỉ là muốn bắt một con quỷ Phật. Lão Kiều ung dung trả lời. Còn ngươi thì sao? Giọng nói vang vọng trong màn mưa đêm. Tôi có chút giật mình, sau một lát mới đứng thẳng người nói. Bạn gái ta mang thai, nhưng đứa trẻ trong bụng xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó
mà ta phải đến Vân Trung Tự để điều tra rõ ràng. Nếu câu trả lời này của các ngươi không thể giữ được mạng của mình đâu, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, mau nói ra lý do để ta không giết các ngươi đi. Cả Lão Kiều và tôi đều im lặng. Cả hai chúng tôi đều không thể xác định được sự lợi hại của tên này. Không một ai. Tôi nghĩ một chút rồi lên tiếng. Trước khi ta chết, có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi là kẻ nào trong Vân Trung Tự? Tôi cảm thấy kẻ này không ở cùng cấp độ với hai tên thiền sư kia. Hắn là cao thủ đứng trên mọi cao thủ khác, mà câu trả lời của hắn cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Ta chính là trụ trì của Vân Trung Tự. Cả người đã gây ảnh hưởng xấu đến kế hoạch của chúng ta. Đêm nay ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chịu chết đi. Âm thanh trở nên cứng rắn. Một trận cuồng phong nổi lên trong rừng. Cây cối không ngừng rung qua lắc lại. Những cành cây không chịu được sức gió liền đổ gãy, bị gió cuốn đi. Lão Kiều vô chán một cái thở dài. Lần này thì toang thật rồi ông giáo à. Ta thực sự không biết bên trong Vân Trung Tử lại tồn tại một cao thủ như vậy. Tôi căn răng đáp trả. Còn chưa biết được. Trước thời khắc sống còn, không ai nói trước được điều gì đâu. Dứt lời, tôi liền gọi ra nghiệp hỏa kim rào, cắm xuống mặt đất. Tôi vận dụng toàn bộ sức mạnh chống đỡ công kích của lão trụ trì kia. Lão Kiều thế thế thì lắc đầu nói. Vô dụng thôi. Ta lần này cũng là bị người nhờ tới giúp ngươi. Không nghĩ tới. À hay. Vợ nghe hắn nói có người nhờ vả, tôi liền hỏi là ai bảo người đến giúp ta. Lão Kiều không lên tiếng, chỉ nhau mắt nhìn những cơn cuồng phong dữ dội cuốn theo đất cát. Sau một lúc liền lẩm bẩm, vậy chỉ có thể sử dụng chiều cuối cùng này mà thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 546, mời huynh đệ, team editor, cù lì ẩn danh. Lão Kiều vừa dứt lời thì ngay lập tức vỗ vào bụng mình. Động tác của hắn rất nhịp nhàng, có tiết tấu, giống như là đang thực hiện một điệu múa truyền thống của dân tộc châu Phi. Trên bụng của Lão Kiều có một lỗ trống. Khi hai bàn tay của Lão Kiều vỗ lên bụng, không khí cứ theo đó mà luồn tới phía sau. Nhưng thú vị ở chỗ, mỗi lần Lão Kiều vỗ vào bụng liền đánh ra một trận sóng âm giống với tiếng vang trong vỏ ốc, tận như sóng biển cuộn trào. Sau khi vỗ mười mấy cái, hắn ngừng lại, nói: sống hay chết, phải xem lần này thế nào rồi. Nói xong thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, nên vẻ mặt giống như đang ngồi chờ chết vậy. Tôi nằm ra đất luôn rồi. Chỉ thế thôi sao? Tôi có cảm giác một chiêu này như xài tiên dược trong truyền thuyết. Sau khi uống vào thì phải chờ 3 ngày. Sống được thì nhất định sẽ sống, còn không thì chắc chắn là toi đời, đem chôn xuống đất luôn rồi. Nhìn Lão Kiều như đang hoàn toàn đầu hàng, tôi cũng bắt đầu nản. Tuy chưa so chiều cùng tên trụ trì của Vân Trung Tử, nhưng chỉ cần nhìn công phu này có thể khiến cho cuồng phong xe lấn hẳn nước mưa bay tới, đánh vào mặt tôi như vạn mũi kim châm. Cũng đủ hiểu công lực và tu vi bậc này tôi không thể địch nổi rồi. Tôi nghiêng đầu hỏi Lão Kiều, lẽ nào cứ như vậy mà bó tay chịu trói sao? Lão Kiều đáp, nội công của tên trụ trì này người không tưởng tượng được đâu. Kể cả khi ngươi có vũ khí huyền thoại trong tay thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính bản thân ngươi quá yếu. Vừa rồi ta đã sử dụng nốt chiêu cuối cùng. Nếu như nó có tác dụng thì chúng ta sẽ được cứu. Nếu không thì cứ chờ chết là được rồi. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Lão Kiều rất là thản nhiên, không hề có ý sợ hãi, cũng không có chút hối hận nào cả. Hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng một chỗ, mắt nhìn về phía xa xăm. Đòn tấn công của Lão trụ trì Vân Trung Tử rất nhanh sẽ đánh tới. Lần này tôi và Lão Kiều đã làm loạn cả ngôi chùa kia lên, còn phá hỏng một đôi quỷ Phật song sinh vừa mới chế ra. Khi cho Lão Hòa Thượng già, đêm mưa cũng phải tự mình ra mặt. Chỉ mấy điểm này là đủ hiểu là ta sẽ không buông tha cho chúng tôi. Lúc này
Một cái thân cây to, rất to, đã bị bật gốc, bị đém tới chỗ tôi. Thân cây to bực này mà đè lên người, hẳn là sẽ khiến cho hai người bọn tôi biến thành bùn nhão. Tôi nắp chặt nghiệp hỏa kim dao trong tay, hô lên: ta sẽ không dễ dàng đầu hàng đâu. Dứt lời, cột sáng màu đỏ trong tay tôi phóng lên trời, xuyên thẳng vào cái thân cây khổng lồ kia. Khi lưỡi kiếm va chạm vào thân cây, tôi có cảm giác như bị một chiếc xe buýt phóng tới vận tốc 100 km/h tông trực diện vào người, khiến tôi suýt thì phun ra bụng máu. Nghiệp hỏa kim dao chém thân cây khổng lồ kia thành hai đoạn. Chính lúc này tôi phát hiện ra mình bị đánh lén. Một tảng đá lớn màu lam đang lan tới từ phía sau lưng tôi. Đây chắc chắn là tác phẩm mà tên trụ trì chùa Vân Trung đó lén lút tạo ra. Rốt cục nội lực của cái lão già này mạnh tới mức độ nào đây? Thật khó mà tưởng tượng ra. Lão ta không cần lộ diện mà đã có thể khống chế những vật to lớn đến nhường này. Nếu như lão thật sự trường mặt thớt ra đánh nhau với chúng tôi, không biết tôi có chịu nổi đến chiều thứ ba của lão không. Nhưng hiện tại không phải là lúc nên nghĩ nhiều. Tôi nghiến răng, nhanh chóng xoay người, tay giơ lên, múa nghiệp hỏa kim dao một vòng, chém thật mạnh về phía sau. Hỏa diễm bắn ra từ phía tảng đá kia bị lưỡi kiếm làm cho vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống bên chân tôi. Lão Kiều ngồi xem hết một màn này thì thở dài nói: người anh em à, vô dụng thôi. Sớm muộn gì người cũng sẽ bị tiêu hao hết khí lực trong người. Chết như vậy sẽ càng khó chịu hơn đấy. Còn không bằng ra đây ngồi với ta, sống hay chết, hãy chờ nhân phẩm quyết định. Tôi không thèm để ý tới cái tên này nữa. Tôi vĩnh viễn không muốn đầu hàng. Cho dù chết thì cũng phải chết một cách vinh quang. Tôi nghiến răng cố gắng chịu đựng. Một chiêu vừa rồi đã dùng quá nhiều khí lực, khiến tôi bị nội thương rồi. Trong cái răng toàn là máu, nhưng tôi vẫn cố chống đỡ. Máu sắp trào ra khỏi cổ họng, cũng cố mà nuốt ngược vào trong. Mạnh mẽ giơ cao nghiệp hỏa kim dao, chém nát tất cả những thứ mà lão trụ trì kia không ngừng ném tới. Âm thanh của lão trụ trì Vân Trung Tự theo cuồng phong truyền đến, có vẻ như lão ta đang rất cao hứng. Cứng rắn lắm, kha khen cho tiểu tử nhà ngươi. Nhưng dù thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây thôi. Lời còn chưa dứt thì bốn cơn lốc xoáy từ bốn phương tám hướng đã xuất hiện. Gió xoáy quân theo vô số cỏ dại, cát đá, dường như muốn vây tôi lại vậy. Nếu lão già kia ném tới thực vật hay tảng đá, vật cứng gì đó, tôi còn có thể ỷ vào nghiệp hỏa kim dao mà phá hủy nó. Nếu bốn cơn lốc xoáy này thì hay rồi. Tôi đứng tại chỗ, lòng rối bời, không biết phải làm gì cho phải đây. Nghiệp hỏa kim dao cho dù lợi hại, nhưng cũng không thể chém được gió xoáy. Tôi bị bốn cơn lốc xoáy ép vào giữa, mà thấy mình sắp bị gió lốc bao vây hoàn toàn, thân thể sắp bị gió xe rách trong không trung, chết không toàn thây. Thì bỗng từ trong tán cây xẹt qua một tia sáng, giống như có người dùng đèn pin cầm tay chiếu tới. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu vai của tôi nhói đau, cả người bị kéo căng lên, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy vai tôi, muốn lôi tôi ra khỏi khu vực này. Cơ thể tôi bị kéo bay vọt lên trên tán cây, rồi lại rơi xuống đất. Tia sáng kia dừng lại sát bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ, hoa giàn đó là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng 40. Thân hình người này cũng gầy gò, khóe mắt hõm sâu, xem ra rất là bơ phờ, tựa hồ còn lôi thôi hơn cả lão Kiều. Ít nhất thì lão Kiều còn cạo râu, nhưng người này đến râu cũng chẳng buồn đụng tới. Nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng tới công phu cực kỳ lợi hại của hắn. Sau khi đưa chúng tôi tới vùng an toàn, lão Kiều mới đứng dậy, vui vẻ nói với người kia: lão Tư, sao ngươi lại tới? Người gọi là lão Tư kia không thèm để ý tới bộ dáng hào hứng của lão Kiều, thân hình lại lóe lên một cái, biến thành một vệt sáng, lao vào trong rừng sâu. Tôi không biết đây là công phu gì, nhưng có cảm giác đó là một loại khinh công, tốc độ cực kỳ nhanh. Còn tia sáng kia có khả năng là một loại đồ vật gì đó lão Tứ mang trên người. Tôi tiến tới gần lão Kiều, vội vàng hỏi: người vừa cứu ta ra khỏi lốc xoáy là lão Tứ sao? Các người có tổng cộng bao nhiêu anh em vậy? Lão Kiều bật cười đáp: không phải ta chính là lão Kiều sao?
cho nên chúng ta tổng cộng có 10 người, là 10 huynh đệ đấy. Tôi thấy điều này rất hợp lý, nhưng vẫn thấy là lạ ở đâu đó. Bất quá lại nói, một mình Lão Cửu đã lợi hại như vậy thì bản lĩnh của lão tứ kia hẳn cũng rất cao đi. Đúng như dự đoán, mặc dù tôi không được chứng kiến cảnh tượng người tên gọi là lão tứ kia đánh nhau với tên trụ trì của Vân Trung Tử, nhưng dựa vào những chấn động mạnh truyền đến từ cánh rừng phía xa, có thể phần nào ước lượng được. Sau khi hai người bọn họ đánh qua mười mấy hiệp, cuồng phong cuộn trào trong rừng cây dần ngừng lại. Trời vẫn còn đổ mưa. Một ánh hào quang từ sâu trong rừng xẹt tới, giờ ngay bên cạnh chúng tôi. Khuôn mặt lởm chởm đầy râu của ông chú Lôi Thôi kia liền xuất hiện. Tôi cẩn thận đánh giá người này. Mí mắt của hắn ta cụp xuống, vẻ mặt phờ phạc, cảm giác như là chưa tỉnh ngủ, bộ dáng rất cả lơ phất phơ. Trên đường trở về, Lão Tứ nhẹ giọng lên tiếng: "Này Lão Cửu à, tên kia là ai thế? Tu vi thật không thấp nha." Lão Cửu thở dài trả lời: "Ta vốn định đến chùa Vân Trung để bắt một con quỷ Phật song sinh, kết quả lại chọc vào cái tên hòa thượng già kia. Mẹ nhà nó chứ, công phu của tên kia cũng không tệ đâu. Cũng may người anh em đây có nghiệp hỏa kim dao trong tay, để chúng ta mới có thể chạy tới chỗ này." Lão Tứ đưa mắt soi xét tôi, trên gương mặt vô cùng bình tĩnh hiện nét ngạc nhiên, hỏi: "Cổ sáng vừa rồi trong tay ngươi là nghiệp hỏa kim dao á?" Tôi gật đầu, đơn giản đáp một câu: "Đúng, chính là nghiệp hỏa kim dao lấy được ở núi Côn Luân." Lão Tứ lắc đầu, chép miệng: "Người không biết cách sử dụng nó rồi. Nghiệp hỏa kim dao không phải dùng như vậy đâu. Cách làm của ngươi vừa khiến mình tổn hao tinh lực, lại không phát huy được toàn bộ uy lực của nghiệp hỏa kim dao, có thể nói là vô cùng lãng phí." Tôi ngập ngừng hỏi: "Vậy ta phải dùng như nào mới đúng chứ?" Lão Tứ ông dùng nói: "Ngươi phải tìm cách biến nghiệp hỏa kim dao thành thực thể, thành một thanh kiếm trong tay, lộ ra sự sắc bén của nó. Như vậy người mới không bị hao tổn tinh lực, đồng thời có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó." "Vậy tức là làm như thế nào?" Lão Tứ cầm lấy cổ tay của tôi, giữ chặt chừng 5-6 giây, rồi lại lắc đầu lên tiếng: "Với bản lĩnh hiện giờ của ngươi sẽ chẳng làm được gì cả đâu. Yếu đến bậc này không thể điều khiển được nổi nghiệp hỏa kim dao đâu. Tốt nhất người đừng lôi ra dùng thì hơn đấy." Lời này giống như những gì mà quỷ vương từng nói với tôi. Nghĩ kỹ lại thì nếu như có thể thuần thục sử dụng nghiệp hỏa kim dao thì hẳn là quỷ vương đã nói phương pháp cho tôi từ lâu rồi. Lão Cửu lúc này mới chen vào một câu. Hắn hỏi: "Lão Tứ này, vừa rồi ngươi đánh nhau với cái tên trong rừng kia, ai là người thắng thế?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 547, Đế Vương Lệnh, team editor, Cô Ly ẩn danh. Ban đầu Lão Tứ không trả lời, đi thêm được hai bước mới thốt ra một câu: "Ta căn bản còn chưa nhìn thấy hắn cơ." "Cái gì?" Không phải chỉ Lão Kiều kinh ngạc, mà đến cả tôi cũng không nói nên lời. Lão Tứ chưa từng nhìn thấy cái tên hòa thượng trụ trì kia, vậy âm thanh đánh nhau ban nãy từ đâu mà tới? Tôi hỏi: "Bạn này không phải hai người các ngươi so chiêu à? Sao đánh nhau mà không nhìn thấy được kẻ địch cơ chứ? Hay là do hắn che mặt?" Lão Tứ lắc đầu đáp: "Ta dựa vào nội lực của hắn mà truy tìm. Lúc đến thì thấy một đám lá cây xếp thành hình người đang đứng chờ ta ở đó. Đám lá cây này chặn ta lại, còn đánh nhau với ta. Ban đầu ta còn nghĩ đây chỉ là một con rối, ai ngờ đánh rồi mới biết đám la cây đó cực kỳ mạnh." "Sau đó thì sao? Ai là người thắng?" Lão Kiều lại hỏi, tựa như rất quan tâm đến vấn đề thắng thua. Lão Tử đáp: "Không thể xác định được ai thắng ai thua. Sau khi đánh qua chục chiều, đám lá hình người kia liền rơi đầy đất, cuồng phong cũng tan đi. Hẳn là do tên cao thủ kia đang ngừng lại." Lão Kiều cười tiếp lời: "Vậy hẳn là hắn đã thua đi." Tôi và Lão Tứ không nói gì nữa. Sau khi về lại khách sạn, tôi định thuê cho Lão Tứ một căn phòng, để hắn lại không cần, chỉ nói kiếm một chỗ ngủ tạm qua tối nay là đủ thôi. Cho nên đều thống nhất
vào ngủ nhờ phòng của tôi. Sau khi vào phòng của tôi, cách ngủ của Lão Tứ khiến tôi trợn trắng cả mắt. Hắn vắt hai chân lộn ngược lên trên đèn chùm trong phòng khách, sau đó ngủ tiếp đi trong tư thế ấy. Ôi trời ạ! Tôi đứng ở một bên than thở. Hai người Lão Cửu, Lão Tứ này thực sự quá quái dị rồi. Vạn nhất chân của cái tên Lão Tứ kia không vững, rồi ra trong lúc ngủ thì chẳng phải là ngã cắm đầu xuống đất hay sao? Lại nói, nếu chuyện bị rơi xuống không xảy ra, để cứ ngủ ở tư thế này, mau rồi lên não cũng rất khó chịu. Dốc đầu xuống dưới đất lâu như vậy, tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó mạch máu trên đầu của hắn sẽ nổ tung. Than thở một hồi lâu, tôi vẫn không lý giải được những suy nghĩ trong lòng. Lão Kiều ngủ không nhắm mắt, bỗng thì thủng một cái lỗ to. Lão Tứ thì ngủ kiểu lộn ngược đầu xuống đất, còn biết cách dùng khinh công như một vệt sáng. Thật không biết tám người anh em còn lại của bọn họ ra làm sao nữa. Lão Tứ đang ngủ, tôi không tiện quấy rầy hắn. Liếc qua thấy Lão Cửu đang ngồi đọc báo ở sofa. Sau khi xác định hắn còn chưa ngủ, tôi vội lăn tới hỏi chuyện hắn. Rốt cục là ai phải các người tới giúp ta thế? Tôi rút một điếu thuốc ra đưa cho Lão Cửu. Hắn đưa tay ra nhận, rồi mới nói: cái này không phải ta không muốn trả lời, nhưng ta thực sự không biết là ai phái chúng ta tới. Thực ra tôi đã từng nghĩ tới người có ý tưởng này là cao nhân thao túng hỏa nha, nhưng chưa có chứng cứ gì mà thôi. Nghĩ tới đây, tôi liền tiếp tục hỏi Lão Cửu: nếu thực sự không biết là ai phái các người tới, thì làm sao mà biết mục đích đến đây làm gì? Hơn nữa, dựa vào cái gì mà ngươi lại nghe mệnh lệnh của một người ngươi không biết là ai? Lão Cửu sa sầm mặt xuống, nhưng vẫn cố giải thích. Trong tay kẻ đó nắm đế vương lệnh trong giang hồ, người có thể có thứ lệnh bài này chỉ có một, hơn nữa có khả năng cao, đó là cao thủ sống từ thời Tây Hán tới tận bây giờ. Chúng ta không đắc tội hắn được, cho nên mới phải chạy tới đây giúp ngươi. Còn mẹ đó, nếu dùng một câu rất thịnh hành hiện tại trên mạng xã hội thì chính là hù chết cậu vàng rồi. Cao thủ sống trăm năm này hẳn là một nhân vật rất ghê gớm. Hắn không tự xuất đầu lộ diện, chỉ dùng đế vương lệnh bài để sai bảo. Có lẽ là do không muốn để người khác biết thân phận của hắn. Vậy hắn ta có thể là ai đây? Nói thật thì Lưu Minh bố tôi vừa ngu vừa ngáo. Lần này tôi không biết nên tìm manh mối từ người nào nữa. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có một khả năng, là cái tên cao nhân thao túng hỏa nha đó thôi. Bởi hắn gần như là không khí, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh tôi, thậm chí biết rõ được tất cả mọi chuyện phát sinh trong chùa Vân Trung. Cái này thật sự tôi không thể hiểu được tại sao hắn lại biết rõ đến thế. Cho nên mới có cảm giác kẻ nắm giữ đế vương lệnh này chính là cao nhân thao túng hỏa nha. Nhắc tới đế vương lệnh gì gì đó, tôi chợt có hứng thú, liền quay sang hỏi Lão Cửu: đế vương lệnh là gì thế? Suy từ lời ngươi ra, có vẻ thứ đó rất lợi hại ha. Lão Kiều khép tờ báo trong tay lại, ném lên khay trà trên mặt bàn, chép miệng lấy giọng rồi mới nói: đế vương lệnh không phải lợi hại bình thường, mà là vô cùng lợi hại. Nó ẩn chứa vinh quang vô hạn trong lịch sử, tất cả cao thủ trong giang hồ không ai dám kháng lại nó. Lời này càng làm cho tôi cảm thấy hứng thú bội phần. Lão Kiều lại tiếp tục lại nhải: thời Nhật Tần, Doanh Chính thống nhất thiên hạ, thành lập một hệ thống chính trị riêng, thống nhất tiền tệ, đo lường, chữ viết, giúp cho thiên hạ yên ổn hơn 20 năm. Sau đó đến thời của Hồ Hợi kế vị đời nhà Tần thứ hai, thiên hạ lại có một lần nữa rơi vào đại loạn, dân chúng lầm than, đa số mọi người đều biết chuyện. Thời kỳ này, Hồ Hợi bày mưu giết chết Phù Tô, đáng lẽ người kia có thể là một vị minh quân sáng suốt, tức là lại chết trong tay anh em một nhà. Trước khi chết, Phù Tô giao lại đế vương lệnh của mình cho một vị cao thủ trong giang hồ. Khi đó, tấm lệnh bài này cũng chưa có tên như vậy. Vì để tưởng nhớ Phù Tô, người trong giang hồ mới gọi nó là đế vương lệnh, khiến người người nhớ đến. Đế vương lệnh này có thể sai khiến bất kỳ cao thủ nào trong giang hồ. Nếu kẻ nào dám không nghe lệnh thì sẽ bị cả thiên hạ truy giết.
Nghe lão Cửu làm nhảm xong, tôi thầm nghĩ, thứ được truyền ra từ trong tay phủ Tô có thể là lệnh bài bình thường của triều nhà Tần, hoặc cao cấp hơn thì là kim bài miễn tử mà Tần Thị Hoàng ban cho phủ Tô. Người tên phủ Tô này trước khi chết sợ lệnh bài kia bị mai danh ẩn tích, để mới vội vàng tặng bừa cho một vị cao thủ nào đó trong giang hồ, hoặc giả như để cho nó có thể bảo vệ tính mạng của phủ Tô, giúp hắn chạy trốn an toàn. Lao Kiều ngừng lại, hớp một ngụm trà rồi huyên thuyên tiếp. Từ đó về sau, vị cao thủ giang hồ dưới trướng phủ Tô đó đã cống hiến cả một đời mình để lật đổ nhà Tần, rồi gia nhập quân đội của Lưu Bang, một đường chinh chiến để có đế vương lệnh này mà thu thập được rất nhiều cao thủ trong giang hồ. Nhờ đó, hắn đã có những đóng góp quan trọng cho Hán Cao Tổ thống nhất thiên hạ, lập lên nhà Hán. Cũng chính ở thời điểm này, đế vương lệnh mới được người người biết tới. Lưu Quý nhờ vậy mà có một nhánh quân đặc biệt, nhân số không nhiều nhưng đều là cao thủ, mỗi lần công thành đều tốn rất ít thời gian, vô cùng kỳ diệu. Như vậy, thứ gọi là đế vương lệnh này hẳn là được truyền ra từ trong đội quân đặc biệt kia. Nói cách khác, chính là đội quân toàn những cao thủ trong giang hồ. Khi Liêu Bang thống nhất thiên hạ, bọn họ cởi giáp về quê, quy ẩn giang hồ, truyền thuyết về đế vương lệnh từ đó lan rộng ra. Khó trách Lao Kiều lại nói kẻ có đế vương lệnh này là người sống từ thời Tây Hán tới bây giờ. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Mọi người đều biết trong hoàng gia có mối liên hệ của hoàng gia, dân gian có mối liên hệ của dân gian, trốn giang hồ cũng có mối liên hệ của riêng giang hồ. Nếu đế vương lệnh được lan truyền trong dân gian, có thể bách tính sẽ không hiểu, không ai biết đến. Nhưng nếu nhắc đến thứ này trong chốn giang hồ, khẳng định sẽ khiến cho người người tôn kính. Khó trách Lao Kiều và Lao Tứ này lại liều mình chạy tới cứu tôi. Hóa ra là do nhận được ủy thác từ đế vương lệnh. Điều này càng lúc càng khiến tôi tò mò hơn. Rốt cuộc người nắm giữ đế vương lệnh độc nhất vô nhị này là ai mới được đây? Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, tôi lại tiếp tục chất vấn Lão Cửu. Ngoài trừ đế vương lệnh này ra, người còn biết những thông tin gì liên quan đến người sở hữu nó hay không? Lão Cửu lúc này đang dựa lưng vào sofa, mắt mở to, nếu không trả lời tôi. Tôi giơ tay hùa hùa mấy cái trước mặt hắn, thì phát hiện ra hắn đang ngủ rồi. Thầm nhủ, tên này cũng hay thật đấy, vừa mới chớp mắt một cái mà đã ngủ say như vậy. Nếu hắn đang ngủ thì tôi cũng không tiện tiếp tục quấy rầy hắn nữa. Nhìn một kẻ treo ngược trên đèn chùm và một kẻ trợn trắng mắt trên ghế lúc này, tôi lắc đầu cười khổ, cảm giác mình đang sống giữa bầy yêu quái vậy. Sau đó tôi tự trèo lên giường đi ngủ, nhưng nằm lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không thiếp đi được, luôn cảm thấy buồn bực cái gì đó. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, trận mưa này đã kéo dài được hơn 3 ngày rồi mà chưa thấy có dấu hiệu muốn ngừng. Khi tôi đứng dậy chuẩn bị ra khép cửa sổ lại cho yên tĩnh, thì chợt thấy con đường bên ngoài có gì đó không đúng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 548, Đứa bé ở góc phố. Team editor Cô Ly ẩn danh. Đối diện khách sạn vốn là cổng của chùa Hồng Sơn, góc phía đông của con đường dẫn qua chùa này, có một bóng đen đang đứng nhìn chằm chằm về phía cửa phòng của tôi. Tôi quay lại tắt đèn trong phòng mình đi, sau đó đứng trong bóng tối dùng dạ nhãn thăm dò nó. Đó là một đứa bé trai khoảng chừng 14 tuổi, trước ngực còn đang đeo khăn quàng đỏ, chiếc khăn đang bồng bềnh bay theo chiều gió. Nếu không phải đứa bé này rất cao lớn, tôi còn đang nghĩ nó là một học sinh tiểu học. Con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm về sáng không về nhà đi ngủ mà còn ra đường thế này? Chẳng lẽ nó đã dậy đi học từ bây giờ rồi sao? Có điều tôi cũng không để ý nhiều, thò tay khóa chốt cửa sổ, sau đó lên giường đắp chăn. Nằm một lúc vẫn không ngủ được, tôi đành lấy điện thoại ra đăng nhập QQ, nhắn cho Cát Ngọc một tin hỏi han tình hình sức khỏe. Nằm nghịch điện thoại hơn một tiếng đồng hồ,
Tôi vẫn cứ là không thể ngủ nổi. Thế đèn pin điện thoại sắp hết tiền, liền vứt nó sang một bên, ngồi dậy xỏ dép bên giường, đi về phía cửa sổ hóng mát. Tính từ lúc tôi đóng cửa sổ ban nãy tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng cây bóng đèn ở góc đường lúc đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn thẳng về phía bên này, khiến cho tôi có chút kinh ngạc không thôi. Sau lưng nổi lên một tầng khí lạnh. Cây bóng đèn này rốt cục là ai? Đứng như vậy là muốn làm gì tôi? Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, 4-5 giờ sáng mà vẫn còn không ngủ, lại hành động quái dị như vậy làm gì? Chẳng lẽ là đang theo dõi tôi, sợ tôi chạy trốn sao? Có phải đang có kẻ rình tấn công tôi ở cửa ra vào hay không? Nếu đúng là như vậy thì tôi còn đang mong bọn chúng tới thật nhanh. Lão Kiều và Lão Tứ còn đang ngủ ở bên ngoài kia, còn lâu tôi mới sợ nhé. Tôi đưa mắt nhìn sang bên chùa Hồng Sơn. Trong chùa lúc này rất yên tĩnh, không có chút ánh sáng nào. Tôi rốt cục đã hiểu tại sao khi đó chúng tôi gặp tên hòa thượng miệng đầy răng lầm chầm trong thành đất sét nung kia, rồi ngay lập tức lại gặp một tên hòa thượng miệng thừa răng ở trong sân thêm một lần nữa. Hóa ra do bọn chúng là anh em song sinh, tướng mạo giống nhau như đúc, chứ không phải là do tên đó biết cách di chuyển tức thời, cũng chẳng có gì đặc sắc hết. Anh em sinh đôi thì rất là khó phân biệt. Hồi còn đi học, trong lớp của tôi cũng có một cặp song sinh như thế. Bọn họ giống y hệt nhau, ai cũng không thể phân biệt được. Đã thấy họ còn thường xuyên mặc quần áo giống nhau nữa. Giáo viên cũng hết cách, chỉ có thể dùng tên để nhận ra từng người mà thôi. Ngâm lại, những kẻ có liên hệ với cặp quỷ Phật song sinh hầu như đều là song sinh giống như chúng. Đầu tiên là tên hòa thượng răng lởm chởm này, tiếp theo là cặp thiền sư dưới luật ở Vân Trung Tự. Từ đó có thể suy ra, hơn 20 tên hòa thượng còn lại trong Vân Trung Tự cũng có từng ấy người anh em song sinh giống chúng như đúc. Có điều, hiện tại những kẻ đó đang trốn ở đâu? Tôi đứng suy tư hồi lâu, rồi lại đưa mắt nhìn lướt ra ngoài cửa sổ. Bóng đèn kia vẫn đứng ở góc phố như cũ, mặc cho mưa rơi rả rích, dường như đó không dịch chuyển một ly nào. Nơi đây là thị trấn nhỏ, không nhộn nhịp như trong thành phố. Trên đường có rất nhiều buồng điện thoại công cộng, loại dùng tiền xu để nhận cuộc gọi. Đứa bé kia đang đứng cạnh một buồng điện thoại công cộng, tuy không thể che hết mưa gió, nhưng chỉ ít cũng đỡ được phần nào. Tôi ngoái đầu ra, trợn mắt nhìn, muốn xác định xem có phải đứa bé kia chỉ đang đứng gọi điện thoại hay không. Nhưng sau khi đã phát huy hết công dụng của giản nhãn, vẫn chỉ nhìn thấy đầu của nó không hề động đậy một chút nào, cứ như tượng vậy, chăm chú nhìn thẳng về hướng này của tôi. Có điều khoảng cách cũng khá xa, tôi không dám chắc chắn nó là đang nhìn cửa sổ phòng tôi hay là cửa sổ phòng bên cạnh. Càng nhìn cái bóng đen, tôi càng cảm thấy lạnh sống lưng, càng tưởng tượng ra vô số thứ quái dị. Loại cảm giác giống như dù có nằm trên giường trùm chăn kín, vẫn luôn thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang dõi theo mình. Tôi đang nghĩ đến chuyện mặc quần áo tử tế đi ra ngoài thì bỗng Lão Tứ đang treo ngược trên đèn chùm mở mắt ra, nói một câu: "Ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Tên kia bỗng nhiên thức dậy, thốt ra một câu như thế, làm tôi kinh hãi đến suýt thì tè ra quần. Phải mất một lúc tôi mới hồi hồn trả lời hắn: "Phải, ta thấy bên ngoài có một đứa bé trai rất là quỷ quái, nó cứ nhìn về phía này, ta định ra ngoài kiểm tra xem sao." Lão Tứ nghe vậy thì ngăn cản: "Đừng ra ngoài, kệ nó đi." Tôi ngạc nhiên, không biết nên phản ứng ra sao. Mọi người đang rất tò mò tra xét một chuyện, tự nhiên có người đến can ngăn, không cho phép họ làm chuyện gì cả, chỉ nói kết quả mà không nói nguyên nhân, khẳng định sẽ có cảm giác giống tôi bây giờ, vô cùng buồn bực. Đã tò mò lại càng thêm tò mò, càng muốn xông ra ngoài để tìm hiểu hơn. Lão Tứ như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, liền nói thẳng: "Đêm nay ta đánh nhau với tên điều khiển cuồng phong kia, và luôn có cảm giác có gì đó không đúng, giống như là lão cố ý thả chúng ta đi. Bây giờ trời còn chưa sáng, âm khí rất thịnh, công phu của chúng ta không thích hợp phát huy ở thời điểm này.
Nếu ngươi ra ngoài, ta không dám chắc có kẻ nào thiết kế bẫy chở ngươi hay không. Tôi không cho là đúng, nói ta chỉ muốn đi kiểm tra đứa bé kia mà thôi. Sao mục đích nó đứng mãi ở đấy là muốn làm gì? Không cần phải lo. La Tư nghe thấy tôi khăng khăng đòi đi như vậy thì nghiêng người ngã từ trên đèn chùm xuống đất, rồi bước tới cửa sổ phòng ngủ, hỏi là đứa bé nào. Tôi đáp, nó đeo khăn quàng đỏ, đứng ở góc phố đông cạnh buồng điện thoại kia. La Tư nhướng mày tìm kiếm theo hướng tôi chỉ định. Vừa nhìn, cả người hắn liền run lên, lẩm bẩm một câu: kẻ nào thế này? Lời nói tràn đầy sợ hãi, hắn lập tức quay người lại, đánh thức Lao Kiều còn đang ngủ trên ghế sofa dậy, hỏi: này, cả đời người có đắc tội với ai không? Người bình thường khi ngủ dậy thì điều đầu tiên làm chính là mở mắt. Lao Kiều thì khác, cô dậy việc làm trước nhất là nhắm mắt lại, vì mắt hắn đã mở ra quá lâu rồi, con người rất khổ, cho nên cần nhắm lại nghỉ ngơi vài giây mới có thể phục hồi thị lực. Lao Kiều lúc này vừa nhắm mắt vừa hỏi: đắc tội ai chứ? Dạo gần đây ta chẳng làm gì cả. Sắc mặt Lão Tứ tối lại, nhào mắt, gằn giọng nói: mau nghĩ kỹ lại xem có động chạm đến ai hay không. Lần này chúng ta gây ra họa lớn rồi. Có thể để một cao thủ như Lão Tứ thốt ra mấy từ như tai họa này nọ, khẳng định sự việc rất nghiêm trọng. Sau khi Lão Kiều mở mắt ra thì trả lời: ta chỉ bắt đi một con quỷ Phật song sinh mà thôi, ngoài ra thì không có chọc tới ai hết. Lão Tứ vỗ cái búp vào lưng Lão Kiều, chép miệng nói: vấn đề hẳn là ở đây rồi, ngươi tự đi nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Lão Kiều đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến tới cửa sổ, vừa mới đưa mắt nhìn đã run lên bần bật, suýt thì nằm co giật trên đất. Sau đó lại trợn trừng mắt đi lại một lần nữa, như thể không tin những gì ở bên ngoài. Sau khi đã xác định mình không nhìn lầm, mới quay lại lắp bắp mấy câu: Chuyện này làm sao có khả năng? Những lời bọn họ nói khiến tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, liền hỏi: chuyện gì đang xảy ra vậy? Có thể nói cho ta được hay không? Đứa bé đeo khăn quàng đỏ kia thì có gì đáng sợ cơ chứ? Lão Tứ không nói gì. Lão Kiều lại run rẩy lên tiếng: khăn quàng đỏ à? Ngươi nhìn lại đi, thứ treo trên cổ của nó thực sự là khăn quàng đỏ sao? Tôi thò đầu ra nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lần này tập trung nhìn kỹ vào cần cổ của đứa trẻ kia. Thứ mà nó đeo trên cổ thực sự không phải là khăn quàng đỏ. Đó là một đoạn khăn dài màu đỏ như máu, quấn mấy vòng quanh cổ đứa bé, phần còn lại thì nhét vào trong quần áo của nó. Căn bản không biết chiếc khăn máu này dài bao nhiêu. Đứa bé kia có gì khiến các người sợ đến thế? Tôi nhìn mãi mà không nhìn ra điểm gì nguy hiểm cả. Lão Kiều thì thầm: chỉ mình đó thì cũng không tính là gì, những thứ ở sau lưng đó thì cực kỳ kinh khủng. Có lẽ lần này mời huynh đệ của chúng ta bị hiện nghiệp quật rồi. Vừa nói đến đây là từ bỗng chen vào một câu: ta đã nghĩ thông rồi, lần này Đế Vương Lệnh tái xuất giang hồ căn bản sẽ không thể là một chuyện tầm thường được. Lão Kiều, tự mình nghĩ đi, Đế Vương Lệnh kia là bảo vật truyền thừa mấy trăm năm, há có thể xuất hiện chỉ vì sai sử chúng ta giúp A Bố đi làm chuyện vặt vãnh hay sao? Ẩn sau chuyện này khẳng định còn nhiều thứ hơn nữa, có khả năng mời huynh đệ của chúng ta là chất dẫn cho một cuộc chiến lớn. Chúng ta hiện tại chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Tôi vội khuyên can một câu: tại sao lại như vậy? Nếu quá nguy hiểm thì chúng ta rút lui bảo toàn tính mạng là được. Cái gì mà Đế Vương Lệnh chẳng là gì so với tính mạng của bản thân cả. Lão Tư lắc đầu nói: kẻ nào không tuân theo Đế Vương Lệnh thì chết không có chỗ chôn. Thứ đứng ở góc đường kia là để theo dõi chúng ta, nó không phải là đứa trẻ con đâu, nó không phải là người, càng không phải là quỷ. Tôi cả kinh: nếu vậy thì nó là cái gì? Cương thi sao?
Các bạn thân mến, phần thứ 117 kết thúc tại đây. Đứa trẻ bí ẩn kia là gì? Ma hay là người? Hay là cương thi? Mà các bạn đón nghe vào kỳ sau. Các bạn hãy like fanpage cùng như sau kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.